rất khó khăn của nữ tướng Nguyễn Thị Tuyết Mai, 35 tuổi, nhiều năm liền thi đấu cho võ cổ truyền An Giang, võ cổ truyền Việt Nam. Và năm nay cô thi đấu môn Taekwondo. Hôm qua thì cũng mang một trận đấu tuyệt vời, giành chiến thắng hay trong trận đấu thứ hai và bước vào bán kết. Và ngày hôm nay đối thủ mạnh là võ cổ truyền Thank you.
thì chắc vậy, nhưng mà trọng tài cũng đi mình. Với mại à, lúc out được thì em chắc cũng thắng hơn, chứ nếu mà đánh ba hiệp là cực lắm á.
sẽ làm cách để mà cho báo chí của em chưa có thêm thời gian hít thở, nếu không là sẽ ao không hít. Chảy máu. Mình hay nói trêu với hay trêu tiếp mai, mai vàng rồi. Còn mình hay nói là mai nào chả vàng, có mai nào đỏ đâu. Mai mai đúng không là vàng đúng không? Mai vàng rồi. Làm gì đi ở su su quá, làm cái su. Còn khoảng 1 phút 46 nữa, mình lên lấy công bút của nó là chắc chắn nha mai nhé. Điều này có nghĩa là nó rất gần chiến thắng. Tuy nhiên thì thi đấu thể thao mà, cái gì là chắc chắn. Tiếp đi. Campuchia, tuyết mai rộng đường giành huy chương vàng, 50 kg nữ.
cảm ơn với những gì đã thể hiện tuyệt mai tuyệt vời. Một pha bắn cung tuyệt vời. Thank you very much. Now we move on to the next match. And with the one that it will be in the final round, female at about 55 kilogram, match 10. So now I would like to request the judges and